Hello anh em, chào mừng em đã trở lại với Zero One, Zero và Tài Kinh My. Rất vui vì hôm nay tôi được gặp nhau với những clip thì tại mình đang có mặt tại số 8. Nói chung thì mình cũng nói hồi nãy rồi. Thì mình đang có mặt tại số 8 của nít tân thủ huyền thoại của mình. Hôm nay thì mình sẽ mang đến cho anh em một clip tăng cấp sức mạnh Zero đặc biệt luôn. Thì nói chung là gần đây thì mình có làm clip chiến phó bạn rồi. Thì mình cũng đã tiến đến phó bạn Berona, mình sắp có Haki rồi. Thì chiến phó bạn cũng được vài clip rồi, cho nên clip hôm nay thì mình sẽ làm về tăng cấp sức mạnh cho chiến với bạn hoài thì cũng rất là chán, xem rất là chán, thành ra là lâu lâu phải đổi không khí nha anh em. Rồi như thường lệ thì gửi lời chúc đến em một ngày vui vẻ và xử lý bình, thì đừng quên để lại một like, một subscribe, đăng ký kênh hộ cho mình. Và ngoài ra thì đặc biệt là cái quảng cáo, nếu có hiển thị cho video thì đem nhớ click vào quảng cáo đó để ủng hộ cho mình về tinh thần và động lực, cũng như gói mì hảo hảo thơm ngon. Đó là những tinh thần tuyệt vời của mình đó anh em, cho nên là mong anh em hãy click quảng cáo nhiệt tình nha. Nếu mà quảng cáo có hiển thị thì đem nhớ phải click nhiệt tình cho mình đấy. Rồi ok, anh em đợi mình xíu, nâng cấp cái trác quỷ này lên đấy nè, để mình nhận quà online nè. Rồi hôm nay mình nhận mấy ngày thứ ba thôi, cũng còn khá là lâu mới tới ngày thứ bảy. Tiếp theo thì mình sẽ vào cái chỗ trả lời, không biết là còn không ta. Ước mơ của shop này anh em thì sẽ trở thành là một chiến binh vĩ đại này, xem tốc độ sinh nghề bao nhiêu hả. Cái này thì nếu mình ra Google thì biết, nhưng mà cái này mình đã trả lời đủ 50 câu được phần thưởng rồi, cho nên mình cũng không quan tâm lắm. Bây giờ mình sẽ trả lời câu này mà mình nghĩ chắc chắn là đúng luôn anh em, câu A chắc chắn là đúng á. Thấy giờ biết ngay mà, phải suy đoán anh em, theo suy đoán thôi. Luffy đánh thức Nami, cái này trong bụng con Kashigami nè. Rồi ok, đủ rồi đó. Rồi xong, hôm nay thì cái tăng cấp sức mạnh của mình thì nó có một điều đặc biệt như thế này, đó là hiện tại thì mình sẽ đổi một viên bảo thạch 9 sao cho anh em. Mình sẽ đổi một viên bảo thạch 9 sao cực kỳ nguy hiểm. Thì theo như mình nhớ không nhầm thì arc chính của mình nói thiệt là chắc cũng phải tầm cấp 160 mấy, 170. Trong sáu mấy á, mình nghĩ chắc là tầm sáu mấy, gần 170 đấy mới đổi được một viên 9 sao. Mà giờ con ạc thì cũng mình mấy 102 thôi mà đã đổi được một viên 9 sao rồi anh em. Đây, viên 9 sao là viên hình này đây anh em. Hình này thì có thể gọi là hình lục giác nha anh em, tại vì nó có 6 cạnh thì có thể gọi là hình lục giác. Wow, mình sẽ đổi một viên vật công nha anh em. Viên này thì có tác dụng là cộng thêm được 2.5%, còn viên 8 sao là 2% thôi. Ngoài ra được cộng thêm điểm nữa. Viên 8 sao thì điểm của nó chỉ cộng được 20 thôi, mà viên 9 sao cộng được điểm tới 100 lần. Và ngoài ra còn cộng được thêm cả thiên phú nữa, và công thiên phú cộng 0.003. Trời ơi, nó quá là ngon luôn anh em, còn gì tuyệt vời hơn. Rồi bây giờ mình đổi luôn nha anh em. Lực chiến bây giờ thì trước tiên đổi mình sẽ lưu lại một số hệ, cái hệ số. Ví dụ như lực chiến bây giờ là 771. Rồi 771, không biết là đúng 771 không, hay lâu lâu nó hay bị lắc, nên mình sẽ tháo Urop ra mang vào lại coi. Ok, chính xác là 771. Ngoài ra mình sẽ lưu một hệ số khác nữa, đó là vật công của nhân vật chính. Thì mình hiện tại vật công của nhân vật chính của mình là đang 41k176. Rồi ok, cái vật công thiên phú này là 2.512, 2.512. Rồi ok, vậy là đủ rồi anh em. Đây là viên 8 sao của mình, level 45. Sau khi đổi thì mình cũng không biết nó có rớt level hay không thì mình chưa biết. Tháo ra nha anh em. Quy đổi 9 sao. Đây. Các bạn muốn đổi một viên bảo thạch 9 sao mà vật công rồi á, vật công nó cũng giống như tiệt chiêu và ma công luôn, các bạn phải tốn tích điểm bảo thạch là 40k nha anh em. Mình thì mình có 100k rồi cho nên đủ rồi. Tinh hoa bảo thạch thì sẽ tốn 10k, cái này là cái thứ quan trọng nhất. Tinh hoa bảo thạch rất là khó kiếm nha anh em cần phải tích đủ 10k. Mình thì mình tròn 10k luôn rồi. Hoàng kim bảo thạch là 69k, tốn là 30k nhưng mình có 69k. Rồi ok, giờ mình sẽ đổi luôn nha. Quan trọng là cái tinh hoa đó anh em, tinh hoa là cái thứ mà khó kiếm nhất, rất là đắt đỏ luôn anh em. Rồi đổi nha anh em, không có gì phải ngại ngùng cả anh em, cuộc sống mà. Yes, ui dùi ui, mang vào mát mạnh nha anh em, mát của mẹ nó mạnh anh em ơi. Để mình thoát ra ngoài đã. Đây giờ họ chính xong rồi đây, quá là tuyệt vời mặt trời. Rồi ok, giờ mang vào luôn. Như vậy là từ level 45 nó bị rớt xuống level 40 nè anh em, rất kinh dị luôn. Và công bây giờ của mình cộng 100%, một công cộng thêm 4k và cũng 0.12 thiên phú nữa. Lực chiến hồi này là 771, giờ lên 779, tức là tăng được khoảng gần 8k nha anh em. Ui cái này thì nói chung là gần 780 luôn ấy, cho nên là tăng khoảng 9k, nếu mà tính không nhầm thì cũng hơn gần 9k đấy anh em, gần 9k. Tiếp theo là về vật công thì hồi nãy là 41.000, bây giờ là 49.000, cộng thêm được 8k. Wow, hồi nãy là cái vật công thiên phú này là 2.512, bây giờ là 2.632. Wow, tuy nhiên thì nó vẫn là S trừ nha em, khó mà lên S không dấu quá nha, kinh nha. Có nói là bao trâu bò luôn á. Hồi bây giờ nếu mình nâng này lên nữa thì chắc là cũng được ok đấy. Kinh nghiệm bây giờ nâng là 1.200.000, khá là đắt.
Nói chung là cứ kệ đi đẹp, cứ từ từ rồi mình sẽ tính tới cái chuyện nâng cấp cái này. Ok, rồi tiếp theo đó là một viên 8 sao. Ủa, tính ra là 9 sao nha anh em, nhưng mà nó vẫn ghi là 8 sao, chán thiệt. Bây giờ mình sẽ đổi thêm một viên nữa, đó là viên tiệt chiêu phòng. Tiệt chiêu phòng hoặc là phòng thủ đây. Mình nên nghĩ nên đổi viên nào nhỉ? Bây giờ mình nghĩ chắc là mình nên đổi viên phòng thủ cho thằng Europe. Đây, viên này nha anh em. Rồi, chắc là cũng lên được 780k đó. Ok, viên này thì đổi lên 7 sao thôi anh em. 7 sao thì không có gì đặc biệt đâu. Các bạn chỉ cần tốn tích điểm bảo thạch là được. Ok. Và viên phòng thủ thì tốn 25k thôi, rất là rẻ luôn. Vậy thì viên sinh mệnh này tốn bao nhiêu? 35 hả? Vậy là đủ viên sinh mệnh luôn hả? Để coi ai chưa có sinh mệnh mình đổi luôn nha. Này có sinh mệnh rồi. Này chưa nè. Ok, đổi viên sinh mệnh luôn đi. Cho sinh mệnh nó được tăng nhiều một chút. Quy đổi 7 sao, móc sinh mệnh. Ok anh em. Rồi, nhanh gọn lẹ thôi. Cũng không có gì đặc biệt anh em. Đổi cho Europe luôn, mình ưu tiên cho Europe luôn. 780k, đúng như mình dự đoán. Giờ mình sẽ nâng cho nó vài cấp nữa, tại vì này đang 31 nè. 32 đi. 33, 34 rồi, ok. 34 là vừa rồi. Cái này cũng 34 là ok rồi. 781k hả? Rồi, được rồi. Đó là về ta có sức mạnh về đảo Bảo Thạch. Mình thấy cũng rất là nhiều anh em hóng hớt về cái series bảo thạch này. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tăng cấp sức mạnh về cái series gọi là series này là khắc ấn. Mình có 75k thôi, cũng không phải là nhiều, nhưng mà mình cũng đủ khắc ấn một ít đấy. Cái này level 7 rồi hả? Ui, giờ tốn 200 hả? 8, 9, 10, lên 11 luôn. Mình chơi lên 11 luôn. Tiếp theo là về phòng thủ. Phòng thủ là cái cũng rất là quan trọng, cho nên mình cũng sẽ làm lên 11 luôn. Ui, cộng cũng khá là nhiều đó chứ nhờ. Tiếp theo là sinh mệnh này. Sinh mệnh thì mình sẽ cộng thêm không biết lên 11 nổi không đây. Chắc được anh em. Cũng tốt không nhiều đâu. Cái này thì chắc là mình nâng lên là 7 là được rồi. Tới chiêu phòng thì nó không quan trọng bằng vật phòng với sinh mệnh. Ok. Tiếp theo là Ken. Ken thì chưa có viên nào. Không phải. Có nhưng mà tại vì mình đổi đồ cho Euro rồi. Ok. Vậy thì mình sẽ đổi vật công đi. Vật công cũng tầm lên level 7 là vừa rồi. Đấy. Phòng thủ cũng lên 7 đi. Đó, sinh mệnh cũng lên 7 đi. Nói chung là cứ đều đều lên 7 là ok rồi đi. Tiếp theo là Europe thì mình cũng làm sinh mệnh lên 7 đi. Wow, sinh mệnh cộng một lần là cộng 1k đó anh em. Cũng khá là nhiều, k4 đấy, cũng nhiều đấy anh em. Chứ không phải ít đâu. Các ấn này tính ra cũng lợi đấy. Nami thì chưa có bảo thạch nè. Ok, vậy là hết rồi. Thì chắc là mình sẽ làm tiếp cho nhân vật chính với nhân vật công này cho nó mạnh. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Là mình 22 luôn, vẫn còn dư 58.000 nè anh em. Tính ra là cũng ghê gớm nha. Tiếp theo mình sẽ làm tiếp về sinh mệnh. 17 đi, cho lên 17 đi. Cái này 22 luôn rồi nè anh em. Hiện tại thì cái này hình như là đã được nâng cấp lên tới bao nhiêu luôn rồi đấy anh em. Trong cái phiên bản update gần đây thì nó được nâng lên hơi bị nhiều ấy. 22 rồi mà vẫn cũng tính ra cũng không xi nhê lắm. Sẽ nâng tiếp cho lên 23, 24, 25, 26, 27. Ok. 30 luôn đi. Đó, chơi cái là 30 luôn anh em. Mắt mạnh rồi đó. Giờ vật công mình phải nói là bao ghê rồi, mình nghĩ là như vậy. Cái này 17 hả? 18, 19, 20, 21, 22. Rồi lên 22. Thằng Euro này mình quay lại tiếp tục nâng cấp cho Euro đi. Mình sẽ làm lên 14. Rồi, phòng thủ lên 14 luôn. Ui, ra cái khắc ấn này làm được nhiều ghê nhờ. Nhưng mà lực chiến như theo mình biết là nó cũng chả tăng được bao nhiêu. Ok, là lên em ơi. Ok, phòng thủ này cũng lên luôn đi. Rồi, ok. Tạm ổn rồi đó anh em. Thằng Europe này chưa có ngọc vật công à. Mình để dành thôi anh em, để dành. Còn 33k, mình để dành. Để lần sau làm tiếp. Với lại có nhiều số thứ ít vượng còn làm. Con Nami chopper mình cũng chưa làm nữa. Ok. Lực chiến bây giờ là 795k. Ok, tính ra tăng cũng nhiều đấy. 781 thì 795 à. Còn thiếu 5k thôi anh em. 5k nữa là mình lên tròn 800k rồi anh em. Ui dồi ôi, giờ làm gì đây nha, làm gì cho nó tròn 800k đây nha. Để mình chạm mốc 800k luôn chứ. Nâng một viên vật công này xem sao. 41, 42, 43, lên level 43 luôn. 798k, trời ơi. Căng thế nhờ, căng thế nhờ. Căng 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 căng, phải nói là mát căng cực anh em. Mát căng cực luôn. Cái này 38 hả, 39, 40, lên chưa. 798k, 8 vậy lờ thật. Giờ còn kinh nghiệm không đủ nữa rồi. 798. Ôi giá chắc là mình, chắc mình phải khắc ấn thêm vài phát để cho nó lên tròn luôn đi anh em ơi. Cuộc sống mà. Phòng thủ đi.
bao nhiêu rồi, 14 rồi nè. Viên tiệc này lên lên level 9 đi. Thằng này thì tiếp tục nâng cái sinh mệnh lên level 17 đi. 17, 18, 19, 20, 21, 22. Rồi, đó chắc lên rồi đó anh em. Yes, 800k là có thật anh em ơi. Cuối cùng thì mình cũng đã chạm mốc 800k. Và khi nào mà chờ đến phòng bạn chờ cái để Haki nữa, Haki lên nữa chắc các kiểu đà điệu nữa chắc cũng lên được khoảng 850. Ok, là chiến hơi yếu nhỉ. Nhưng mà thôi, anh em hãy thông cảm cho mình nhé. Mình chỉ có thể cố gắng hết sức tới đó thôi. Đi lệnh đi down làm cái này đó. Ok, cảm ơn em rất nhiều, Hôm nay thì cái mục tiêu cao cả kỷ lục của mình, nói chung là kỷ lục luôn anh em. Quên nói với anh em đó là kỷ lục của mình. Kỷ lục đó trong đời của con đất Tân Hậu rồi luôn, là mới cấp 102 mà có thể chiêu mộ được một cái viên bộ thạch 9 sao là rất là ghê rồi. Mình còn nhớ con ạc chính của mình là phải cấp 160 mấy đó anh em. 160 mấy mới thể đổi được đấy anh em. Và đó là cực, rất là cực khổ luôn, chứ không phải vừa đâu. Ok. Rồi, nói chung là mình cũng còn rất là nhiều thứ để làm clip cho anh em nữa. Anh em đừng yên tâm nha, chắc chắn sẽ còn nhiều clip ở phía sau hay ho nữa. Rồi, anh em nhớ đón xem vào khung giờ quen thuộc 11:15 mỗi ngày. Cảm ơn em rất nhiều đã theo dõi clip này của mình. Nhớ like video, subscribe, đăng ký kênh cũng như là click quảng cáo ủng hộ cho mình thật là nhiệt tình nha anh em. Cảm ơn em rất là nhiều. Bye bye anh em. Ok.